Hello em, chào em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là An Hoàng. Chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu vừa nãy em nha. Chúng ta đang mùng 1 tháng 4 này. Ok, nắp vào đây luôn này. XD này. Rồi xong rồi chúng ta quay lại với tab mấy xem qua. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là mình đang cần một con tình nhân trang hay là song đấu hả? Tất nhiên là chúng ta sẽ lấy song đấu để Z vào rồi. Kích song đấu lên. Để chúng ta thử roll để xem được con tướng nào ngon ăn không nào. Khả năng là không có rồi. Vâng. Nhưng em có thể thấy thì Kai'Sa sẽ là người vào sân anh em nhé. Kai'Sa là con Kai'Sa. Ở đây thì xem nào. Khi mà Rao đang bổ sung cho mình và vệ quân rồi, vệ quân có Vi ta, không có Vi, đang khá là thừa em ạ. Chúng ta đang cần tìm thêm một con nào liên có thể làm tốt được nhiệm vụ là ca bao quát sân này em ơi. Lắc thì mình không chơi em ơi, chúng ta sẽ bỏ lắc anh em nhé, bỏ lắc đi. Vayne cũng chỉ là tướng đi kèm theo thôi, không cần cao làm gì em ạ. Ở đây thì chúng ta đã được không cần anh em, chúng ta không cần Yuumi nữa vì chúng ta không chơi năm vệ binh tinh tú anh em ạ. Yuumi chúng ta đứng là nuôi cẩn thận, nhưng mà đợi xem là chú trâu này có thể được thêm hệ gì nhỉ? Ngư binh hộ công mà, thế thì chúng ta sẽ kẹp được Eco rồi anh em ạ. Kẹp được Eco vào thì chúng ta sẽ kích thêm ấn hộ công anh em nhé. Làm gì đi, đang rất là cố gắng để có thể tìm được có những cái món đồ nó phù hợp với team mình nhưng lại không ra anh em ạ. Không ra rồi, ra đồ này là dở rồi anh em ơi, ra đồ này là dở rồi anh em ạ. Phải chờ rất nhiều lâu nữa để có đồ ấy ạ. Nhắm bạn tuấn lạc ai? Chúng ta có revenge anh em nhá. Có revenge thì revenge nó kích vệ quân anh em ạ. Ngoài em thay với em bằng tuấn lạc em nó bỏ đây. Thay hai ở đây. Tuấn lạc không chơi. À đi. Tất nhiên là sẽ cho tay nhà vào giữa rồi. Chúng ta kết thêm hai kinh nghiệm này, đỏ ba cái thứ hai của quân này là rất tanh em. Khi mà Nina có cái lõi sao chép đồ thì tất cả hạt cờ hàng tanh của tôi to đâu một tó một sao, như là chúng hàng tanh của tôi sẽ có full đồ anh em ạ. Còn hai tướng đặc nhiệm bằng sau thì freedom khá nhiều. Đấy, bạn thấy không? Cờ lốc. Munichin là chắc được tung cú đá đấy. Munichin được là có cú đá. Hasaki. Hai sẻng. Song sinh ma quái anh em ạ. Ê, cái song sinh ma quái này như nào nhỉ? Anh em đợi tôi chút nha. Chúng ta sẽ sử dụng Google dịch. Nhà vô địch có cho sức khỏe cao nhất của bạn nhân bản ra, không thể trang bị vật phẩm. À. Kia ngon hơn. Cái kia to đùng cái kia không đấy. Chúng ta sẽ lấy cái này anh em nhé. Gì đấy? Có vào để đổi. Nhưng cái kia. Nhá quá kia không đấy. Bạn cứ đợi đấy. Chúng ta ra được Echo anh em ơi. Với vậy thì chúng ta sẽ phải vậy Echo à, bỏ Veil mình sẽ người ven này em ạ. Bàn con của nó dần vào vậy Echo thêm sẽ phải tức cả hai vệ quân anh em ạ.
Đấy, đấu sĩ là Sonel. Sonel bạn ạ. Sonel gì? Sonel. Navi này. Chúng ta không chơi rao anh em ạ. Chúng ta sẽ bỏ rao đi. Em ở đây để kích cơ hộ công trước. Hoặc tất nhiên là chúng ta sẽ kích thêm hộ công rồi. Hộ công còn thiếu cho mình một vi anh em ạ. Thế vậy thì kích lắp vi vào trước anh em ơi. Lắp vi vào để có thể kích thêm được đấu sĩ anh em ạ. Lao qua đu xuyên lại cho đổi của cũng hợp lý á. Ở đây chúng ta nhập nhà đánh xạ kích anh em ạ. Nhà này khá khỏe, có Samira và Suna đồ khá là hay, nhưng Nina là một tướng có skill skill hồi máu em ạ, nhưng không hồi máu được cả tấn sát thương của hai câu anh em. Đây chúng ta cần đồ gì nha? Yasuo và Lee Sin đang đứng top đầu nên không làm gì được anh em ạ. Rất mất, đã mất chiếc cung rồi. Còn đồ gì bây giờ anh em nhỉ? Còn xem mà. Thôi thì chúng ta lấy nước mắt anh em nha. Tôi nghĩ bạn nên lấy nước mắt đi. Nước mắt năn trong. Chú Châu. Chúng ta vẫn chưa được đầy đủ đồ cho lắm. Yasuo đứng ở đây thế nào? Cứ đứng đây khó cả chịu. Sắp xếp đồ cho nó gọn gàng một chút anh em nhé. Là một người có theo chủ nghĩa hoàn mỹ, chúng ta phải sắp xếp đồ cho nó gọn gàng. Yasuo nốt một vừa bằng nhìn, vừa ngó bắt tôi. Ở đây thường cũng thiếu một hộ công nữa anh em ạ. Cheng Yong DBA. Ở đây thì này có Kai'Sa đồ khá đau anh em ạ. Thì Kai'Sa đang liên tục dồn sát thương đến Nina anh em ơi. Kai'Sa ba đồ bắn khá đau, Nina không thể nào đỡ được sát thương khổng lồ từ Kai'Sa. Rồi Kai'Sa của tôi vẫn còn sống. Nunu hai anh em ạ. Mất chuỗi anh em ơi. Đi, chắc. Wow. Để đô này anh em ơi. Không xem sao gì, tại vì mấy con của tôi vẫn chưa lên 2 hết anh em ạ. Vẫn đang non nớt lắm anh em ạ. Nếu bạn thì cứ từ từ đã anh em. Vi hai đáng nhẽ là mình để Vi cạnh với Nina hợp lý hơn. Ta không có đồ mà mình là Candy Four, bài này đang ở top cuối nó khá yếu anh em ạ. Tôi lại vừa đưa cho Candy Four một cái lốc gió rồi. Đứng gần thì lớp gió không đẹp anh em ạ, nhưng mà đứng xa là một chút. Đấy, cho ra xuống đứng ở đây. Đấy, cho nhìn thấy một Mid-Fortune. Nhưng mà chúng ta không chơi Mid-Fortune anh em ạ. Nhà bắt Nina hả tôi? Bảo sao không tìm thấy. Chúng ta cũng đang cần tiền xem con tướng còn lại như là sư thú ấy anh em ạ. Thì vậy
Đây rồi. Zombie. Đây cũng chơi. Chúng ta tìm được một cái ấn lắp đồ. Đây là ấn. Thì cũng được đi. Đây thì kiếm nổ xét thì hơi khó nha. Ok em ơi. Em cứ đợi đã. Thì mình đang bị bí đồ rồi. 31. TV 3 sao cơ, 3 đồ kìa, đồ của Samira kìa. Ăn thế nào được? Ban thiếu đây. Bài siêu thú anh em ạ. Tôi mà có đủ đồ bài siêu thú là nó đi với tôi ngay đấy. Em đi đi, bắn đi. CV3 nó vẫn là một cái gì đó khác bọt anh em ạ. Cái xa của tôi thì không có đủ đồ để có thể này cho ấy. Ô, ai à, đau quá. Có vẻ trang UP đang khá là trồng chó anh em ạ. Tôi sẽ lấy cái này em ơi. Đó là điều chắc chắn. Ờ, gì đây? À ok. Chắc chắn rồi. Đây thì V sẽ ra người này tấn công. Còn Nina thì vẫn chưa ra anh em ạ. Chúng ta không lấy V ấy em ơi. Châu ở châu 2 thôi. Không ra đồ đây anh em ơi. À không là tướng anh em ạ. Ta sẽ lấy cho con Nina 3 và con Kai'Sa 3 anh em ạ. Còn cho con khác chỉ 2 thôi. Không cần thiết. Đồ này khá là khó. Trần Gia Linh mà. Top 4 đúng không? Top cuối đúng không? Trần Gia Linh đừng nóc, đừng lấy cái xa của tôi nữa. Bài khỏe quá vậy. Hồi máu đi. Yeah. Nốc gió. Hasaki. Chết rồi, hết nước nọc rồi à? Thế là thằng nào đổi vậy? À trước tao đến kia rồi đến mày đến Cương ấy, hai thằng cái mày mình sẽ đổi đi. 29 anh em ơi. Đây là ngụm nước em nha. Anh bạn tôi gặp bài tôi anh em ạ. Có gì đây? Chân mình bị gì thế này rồi? Tóc tôi có vẻ trông hơi ngu anh em ạ. Anh em lại tụt nữa. Ok. Tóc mình trông gà mờ thế nhỉ? Thôi như này đi anh em. Để kia trông nó bị quá gà quá anh em ạ. Vuốt lên. Vậy cho nó đẹp ra anh em ơi. Tôi biết là tôi không lấy đồ nào nên là tôi cứ trầm tính thôi anh em ơi. Tôi sẽ lấy cho mình à hay là lấy cái này nhỉ? Ờ tôi lấy tanh anh em ơi. Chú Châu. No. Dạ. Để đây đi. Tất nhiên rồi. Đôn thôi anh em. Nói thêm con Nina này. Tiếp của mấy bộ ôm hết Nina của mình. Chịu thật. Mấy bàn mới lên xong. Mấy bộ ôm hết Nina của mình.
mặt phải như thế đây anh em ạ. Tonel đang khá cháy cùng với Cheng Yubi. Chú Châu có 3 cái đồ như này thì ai mà ăn lại được. Nào tôi thua bài này này. Khó cái nhỉ. Khó rồi. Cái tốc đánh. Đây rồi. Còn Nina anh em ơi. Chút chút thêm là cái dao quái này sẽ cho đồ gì nhỉ. Bên đây thì Tony Ben vào đây. Ở đây đi anh em. Ở nhanh nhanh nhanh. Rồi không kịp rồi anh em ơi. Vì đứng một góc anh ạ. Bạn thân nhau cháy ấy nhỉ. Ngó liên tục đi. Tao thì có gì đích anh em ạ. Sao mà ăn được, mày gặp bóng nó à? Tao gặp nó rồi. Khó chịu quá. Bài nhà này khó chịu quá. Trần Gia Linh. Chắc là cái dao quái này sẽ ra đồ gì anh em nhá. Rất là khó. Để có thể cho cái xài đồ và cái xài đồ không ra anh em ạ. Nên là hàng công của chúng ta rất khó để có thể đồ họa. Họa bóc pinh luôn à. Xem đây là được thứ gì nè. Ôi giời ơi, Lee Blanc. Ôi, biết ngay mà. Thề đấy. Nhưng mà như thế thì chúng ta tôi đã tính đến cái nước này rồi anh em ạ. Tôi sẽ đắp nỏ xét cho Nina anh em nhá. Nhà đồ của Nina đã hoàn thành rồi. Vâng, không ra được không ra được một chiếc cung gỗ nào anh em ạ. Thì về vậy thì anh em tôi sẽ lấy cho đấy nắp ở đây. Chơi thì cái dạng kiểu mùa xanh luôn. Đấy. Đẳng cấp luôn. Cai xa mùa xanh luôn. Mấy đứa bắt bài cai xa đâu mà. Không có cả Ugot nữa cơ. Kình 2 Ugot luôn, 5cc thế. Ôi. Bài nhà thằng nào đánh Ugot mà không biết. Đâu nhỉ, bài nào đánh Ugot này. Đây nhà thằng này. Nhà thằng này đánh Ugot này. Ai đâu. Không phải. Nhà thằng Tamatrazi này. Bây giờ tôi vừa gặp bóng nó xong bạn ạ. Đây thì chúng ta đang là vì Revan ở ngoài. Chào Tròn Châu anh em ơi. Mình không tìm được Felix cho Tròn Châu cũng được. Ôi bạn bắt Kai'Sa bảo sao. Mấy nhà chơi Kai'Sa. Bạn đang cầm hai Kai'Sa trên hàng công đấy. Đang hàng sớm đấy. Ba bên phải đúng 3 đến 4 nhà của tôi bắt cái xà của tôi anh em ạ. Thử xem có tổng cộng bao nhiêu nhà bắt cái xà của bài tôi nào. Ở đây thì nhà tôi này, nhà top 2 này. Anh bạn tôi ở 3 này. 3 nhà chưa cái xà anh em ạ. Đây thì chúng ta cần luôn ra đây rồi
Thịt mặt thì cứ như thế này đã. Đừng coi bài của tao, cái thằng kia. Làm gì? Số à, định số à đây. Nhà này gặp nhà này cũng tầm khá nhiều cây sao như nào của tôi anh em ạ. Nina khá trâu. Cho nổ test là không hợp lý nhưng mà khi ta chép ra nổ test thì lượng đam không còn nữa. Tại sao họ đồ khá chuẩn và ba rồi nhà mình chỉ có hai đồ rưỡi thôi anh em ạ. Đam làm máu nực khó em. Uầy, tính ra mà tôi bằng cái đồ kia đi tôi đấy. Mình lấy thằng đào đi. Stun nail. Nếu mà có cái gỡ đồ nữa nói cái đấy. Nhưng mà không có chấp nhận. Ở đây khó nhỉ anh em nhỉ. Ra cái thử đô này xem là okay. Ra gì nào. Các bạn đang gọi như thế đã. Ok. Đây, ra cái bỏ này đã. 41 tiền. Đồ thì lại không ra, chúng ta nên cái giảm của nó anh em nha. Cải xả, lúc đất. Quá hảo mơ anh em ạ. Thôi, mình chơi cái bài quỷ dị đi nào. Nhà này phá khỏe rồi. Au. Ui dồi, chữ thứ 7 rồi. Tôi sẽ cố gắng tìm ra được nút cái xa ở lại. Ở đây thì đồ nè. Còn một ra 17 máu. Thì đồ đây anh em ạ. Đồ để đánh tướng em ạ. 43. Ra thì ven em nhỉ. Ven đi. Cái xa bỏ đi. Cái xa. Có phải anh bạn tôi đi cái là ra cái xa luôn anh em ạ. Vừa đấy là bán cái xa mà. Nhưng mà thì bảy máu à, chứ có đi luôn không nhỉ? Nhờ máu với chín máu. Oh. God chưa, 5cc đây, God 2 nữa, chịu vậy. À, bắn đi. Nina chịu tách đi. Không chịu được. Bài lao quay đu sang. Vẫn còn một máu anh em ạ. Một máu. Khả năng là tôi được top 5. Đây được lao quái à. Revenge. Vậy thì mình bỏ đi. Ui, bán phát ra bao nhiêu không? Làm gì đây? Ra nó tướng đi. Trời ơi, con nào muốn lên 3 thì làm sao mà chơi được. Đồ thì ra không ra. Mà phải ghép những cái đồ vớ vẩn. Ra nhỉ. Thì ra hai con cho gát lận vậy. Oh, yeah. Oh, chấm. Cái thứ nhà. Oh. Ôi giời, toàn ra mây nê với lại con ấy vậy. Sao mà chơi. Không ra rồi.
Ra nốt đi, không ra vậy. Trời ơi, nhà nào cầm cái xa của tôi lắm mới vậy. Nghĩa đang cố gắng cày ải, cày bừa, không đến được ba anh em ạ. Cái xa tôi nhà kia cầm mất một con hai sao anh em ơi. Ở sao nhà tôi không thể lên được. Với sức mạnh thăng hoa thì nhà tôi cũng không thể nào đỡ được lượng đam khổng lồ cây xa bên nhà họ. Thiếu cuồng đào tích stack cộng thêm hai cốc phép của Sona. Cái thằng tôi đang cố gắng. Nhưng nhà tôi thắng nhà này anh em ạ. Khá là may mắn. Tôi vẫn chưa đi và tôi ở top 4. làm mây nề với. Thề luôn đấy, ta đã đến mấy chục con vây nê rồi. Anh mua áo này à? Không gọi ta mua với. Ở chấm. Mày ngáo à? Mày à, mày mua áo hoodie kia à? Mày mua áo phao béo cơ mà. Mua áo này nữa đi sao? Ai biết mày thích dạng này? Ngáo thật. Cardigan kén thì mặc lắm không ạ? Phải hỏi bạn bè nữa chứ. Tôi nhìn một mình. Chấm hỏi. Nhà tôi này gặp nhà Toneo anh em nhá. Mà nó là cái tên là Chayen cho nó sợ. Nhà này rất nhiều CC anh em ạ. Và Đi. Mina quá trâu. Đi. Thì là rõ. Tưng 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 tưng. Nhà này. Con này à? Có Waiting for combat anh em ạ. Chờ đợi trận đấu kết thúc nữa. Ok, em xin nào. Tập 4 được anh em ạ. Tiếp hồn này còn đợi anh nữa. Anh mà tôi rất mất thời gian anh em ạ. Khá là nhiều Nina cầm. Trong thời gian chờ đợi anh bạn tôi xuống thì chúng ta sẽ ngồi uống nước. Xem nào. Đây có TFT. Không biết cái này vào chưa. Làm sao mua đứng có cái TFT mà có tướng có con Lee Sin biết rẻ không. Tôi không nhớ là nó rơi bao nhiêu tiền nhưng mà Task Task Come on Task. Xem nào là thế chỉ ra có 4 ngày thôi nhỉ, không lại không ra được. Ông ấy tôi thì chưa rep. Suốt ngày đăng nhiều tê. Tiền đạo Edison Talisca sẽ là người giới thiệu Cristiano Ronaldo với các đồng đội khác trong câu lạc bộ. Đồ quá đỉnh, giày quá đẹp. Mới giờ cái vỏ hơi đắng rồi. Nước hoa nhiều thế. 25 mét vuông. Có cửa sổ, nhà vệ sinh bên ngoài không chung. Tầng 4 vào ở luôn. Để tìm sát viện 103 Hà Đông. Yên xá nhìn trong nó cách nó xếp nó rốt thế nào nó bị gà ấy. Huấn luyện viên Rudy Garcia nói về Ronaldo. Ronaldo là một huyền thoại vĩ đại, một cầu thủ hay nhất thế giới. Rất vui được chào đón anh ấy đến với câu lạc bộ tuyệt vời này. Cristiano Ronaldo là người hình mẫu mà mọi người đều biết đến điều đó. Mục tiêu của tôi là Ronaldo được hạnh phúc và tôi muốn anh ấy tận hưởng được việc chơi với Arsenal, giành chiến thắng cùng Arsenal. Thường chỉ có ba hoặc bốn nhà báo sau các trận đấu nhưng mà kia rồi có rất nhiều người trong số họ đến. Tất nhiên rồi, sự khác bọt.
cuối tuần về gấp để bát đồ, tại sao không bát cả ngày? Lắm chuyện. Thì bài thôi. Homestay full đồ. Đây nhìn. Đây rồi, tìm được cái. Tiểu em. Thì tôi kiếm 100.000 người kinh khủng khiếp. Quá đẳng cấp. Thương thương. 100.000 người. Lại là một chiếc áo khá đẹp của Sơn Tùng. Thời tiết hôm nay quá đẹp để ở nhà. Số 7 à? Su. Rồi. Sơn Tùng cũng là một fan của Ronaldo. Nhưng em có thể thấy thì các gói đang ra khá là ít và tiền đang ra khá là ít anh em ạ. Ronaldo nói: "Tôi rất tự hào với quyết định này. Công việc của tôi ở châu Âu đã xong. Tôi đã thắng tất cả, chơi tất cả các câu lạc bộ hay nhất trên thế giới. Tôi hạnh phúc. Tôi đã phá vỡ tất cả kỷ lục ở châu Âu. Tôi muốn phá vỡ kỷ lục tại vị trí này ở châu Á. Không quan tâm người khác nói gì về chuyện đi áo sau đi của tôi. Tôi hạnh phúc khi ở đây. Tôi nhận được lời mời ở các câu lạc bộ từ Brazil, Bồ Đào Nha, Nga, Mỹ, Úc. Nhưng tôi đã hứa với Asnat và tôi đã làm điều đó. Sorry, welcome to Arabia." Gì đấy? Trên trái có chữ mời là tên con gì đó cháu? Đúng là có chữ mời thật. Mabu. Câu nói ám ảnh nhất Tết này. Em không uống này, không để anh chị rồi. Chấp nhận chứ sao nữa. Gì đấy? Muốn có tình yêu đẹp, yêu tê. Chuẩn. Ui, em kia xinh thế. Sim tỷ y ba bài bộ phát 4G cho 10 32 thiết bị có ai dùng không ạ? Phát chi vậy? Quá đẹp, quá đẹp. Những cầu thủ may mắn nhất thế giới ở đây hiện tại. Đùng một phát nghe tin được làm đồng đội với Cristiano Ronaldo. Chả vậy. Wow mà. Tuyệt vời luôn. Vãi tiền tận có viên à. Ca sĩ lười Khởi My liệu có chịu thoát kén. Hơn 5 năm kết hôn với Kevin Khánh, Khởi My bất ngờ thông báo tin vui của đồng nghiệp xôn xao. Nhà mình chồng. Lắc cái lắc cái lắc. Lắc cái lắc cái lắc. Lắc cái lắc cái lắc cái lắc. Lắc cái lắc cái lắc. Ú cái lắc cái lắc. Xong chưa? Mở ra. Mở ra, không uống. Ronaldo nói có rất nhiều câu lạc bộ tốt khác tôi có thể đến thi đấu ở châu Âu, Úc, Brazil hay Bồ Đào Nha. Nhiều cố gắng câu lạc bộ đã ký hợp đồng tôi nhưng tôi đã hứa với câu lạc bộ này là tôi cũng cống hiến cho Arsenal. Ok luôn, tha tim luôn nhé, tha tim luôn nhé, không có giấy tờ không mua. Lại lùng quá, mới dùng thử 2023 có 3 ngày mà đã thấy cũng không ổn cho lắm. Xấu. Tôi bỏ đây anh em. Đây thì bạn tôi đang đi đâu khá là lâu. Đi xin thì chưa mua được. TFT. Thà mua luôn chứ còn hơn đợi bài đặt đợi làm cái gì kiếm đi xin nữa. Xin bao nhiêu ta? 1.900 rồi, 750 con vi à? Ngồi lên xin được 650 đi. Chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu anh em nhé. Lâu rồi. Sói đồ tệ em ạ. Ở đây không thấy bán đi xin nhỉ. Ủa, lì xin đâu không bán bạn ạ. Không thấy lì xin tí nị đâu. Không thấy bán.
tôi bắt đầu trận đấu anh em nha. Đâu nhỉ, đâu nhỉ? Ra xui bán tại sao Ni lại không bán? Đâu rồi? 925 à? 2500. Bộc phét không biết nhắm mắt. AC à? Gold đấy em ạ. V lại không có ly. Tại sao nhỉ? Ly xin đâu? What ly xin? Cho xin con ly xin nào? Không có, thực sự là không có em ạ. Tôi mua ra xua là may mắn anh em ạ. Tôi không mở ra không thấy ly xin nữa rồi. Ồ, chú ngựa này khá là đáng thương và dễ thương, nhưng mà chúng ta lại không có tiền để mua chú ngựa này em ơi. Đâu? Ồ, wow. Đúng là không có lý xin thật anh em ạ. Xem trận đấu, có trận đấu nào. Trời ơi, tôi đang định xem cái trận đấu mới anh em ạ. Tội thật chứ. ba mươi sáu năm mươi còn tìm về. Emma Noren Las Vegas I can Senio Lihua Chân Khai hay có cả Zeda Nha Deski 4 triệu rưỡi 4 triệu. Có các xem lúc nào cũng có các xem là cũng có các xem là đắt hơn rồi, là không bao giờ có phòng nào phòng này không bao giờ dưới 4 triệu đâu. Mời hỏi đây là anh chiều nay mới đi xem phòng kia với tao không? Chiều mấy giờ? Đợi tao làm xong rồi đi. Mấy giờ? Làm xong rồi đi. Làm xong rồi mấy giờ? Còn mấy vít nữa? 3 vít nữa. Chúng ta sẽ lấy cho mình một chiếc cung anh em nhá. Không lấy được chiếc cung thì lấy BF. Yasuo Hasaki. Chúng ta trở về với sân đấu hoa sen. Muôn hoa đua nở anh em nhé. Cắt móng tay đâu nhỉ? Chúng ta sẽ ngồi cắt móng tay anh em nhé. Như vậy anh em cắt móng tay nhé. Thôi. Anh em sẽ nhặt được đồ đi nào. Wow, một trực giáp. Anh em có thể biết thì cắt nó không phải chuẩn anh em, cắt nó không phải chuẩn. Ôi rồi cắt không chuẩn là đi lệch ngay. Đây thì anh em có thể thấy thì Yasuo đã ra, chúng ta sẽ chơi xong đấu anh em nha. Yasuo ra đến hai con lận, xong đó lại còn ra cả gank flank nữa. Ok, tay này của tôi bóc cam khá nhiều nên nó toàn là màu vàng thôi anh em ạ. Nhìn trông chưa thế nào anh em ạ. Sao lại ra vàng thế này? Ai mượn? Ai mượn ra vàng? Trời. Đây thì cắt từ từ thôi anh em nhé. Cắt từ từ để có thể thấy rõ được cái vết nó cắt nó đẹp đẽ hay là nó cắt nó phải chuẩn chỉ, nó phải từng kim mũi chỉ anh em hiểu không?
Đấy. Trời ơi qua xe luôn. Chúng ta sẽ không chơi xe anh em ạ, mà chúng ta sẽ bắt ra su anh em nha. Úi giời ơi. Hút nó hút nó hút nó hút. Về cót ư? Tất nhiên là không rồi. Bỏ đi, theo coi một con cảnh. Đã kiếm được con cảnh à? Google dịch. Ai được cũng phải Google dịch thôi. Cho mình một bài xong đều thì chắc chắn anh em phải biết rằng là gì ạ? Là gì ạ? Là xong đâu đó. Tại sao mày không dùng cam? Ta đập vào mặt mày cho tao vừa dùng cam máy mày xong. Không tích thì tiệu. Ấy à, ấy à. Ấy à. Nó phải chuẩn anh em ạ. Cắt chuẩn. Đây chúng ta cắt tiếp con giữa anh em nha. Ừ. Thì anh em có thể biết rằng là cắt nó phải đẹp, nó phải chuẩn chỉnh, anh hiểu không? Mình đâu có chơi cái bài này đâu. What gì dở? What gì dở? What gì dở? Mình có chơi bài này đâu vợ? Hỏi chấm. Thế tao có uống được mấy ngụm? Được hẳn hai ngụm. Ờ, vừa uống được một tí bằng này. Còn lại toàn mày với thằng Cương. Còn mày toàn mày với thằng Cương uống. Đây, nãy tao uống bằng này. Còn đúng một tí. Tao đấm vào mồm. Tao rót đấy, đừng bảo đấm vào mồm. Này, tao nói thật nha, thích cam lại hôm qua tao bảo là ôi thằng uống. Thích cam. Tao nói thật, tao không uống bao nhiêu đâu, đừng bảo tao mua. Hôm qua tao uống được mỗi ngụm để tao chống buồn nôn rồi. Chào vậy. Chắc không uống thêm là mỗi hôm nay uống thêm nốt cái phần đáy. Hôm qua mày chắc uống một ngụm không? Chắc. Cứ qua tao đưa mày hai lần đấy, đừng bảo một ngụm. Nhưng mà tao uống được nhiều không? Mày uống qua mày uống 3 ngụm. Lại bảo 3 ngụm. Đừng có cãi. Tao không uống đủ nổi một cốc luôn ấy. Cãi. Thật uống luôn. Uống được một cốc nhưng mà sao mày cứ bảo mày được một ngụm. Đấm một mồm cho. Dám bảo bạn uống hết cái chỗ đai này. Tao vừa thì về. Thì sốt lại hôm qua đấy, mày không uống hết thì ai uống hết? Ừ thì sốt lại hôm qua còn được bằng này. Sao mày còn cãi làm gì? Thì tao bảo là tao vừa uống đấy. Là bảo là tao mua chai mới, mày ngáo à? Thì mua cho anh em uống được à? Không, tao uống coca. Thằng cứt sắc. Thằng cứt sắc là cái gì? Mới à? Câu chửi mới à? Tiếng lóng của làng Xuân Phương à? Ai à, ai 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 à. Anh em à, tôi lấy chuỗi thua anh em nha, anh em thông cảm. Chúng ta cắt cái ngón này đi cho nó đều nhỉ. Đều. Đều. Ôi, ông này có quả sân. A! À, thằng này có cái sân đấu Tết đây này. Thằng này sân đấu Tết của Trung Quốc. Cái sân đấu Tết của Trung Quốc ấy. Lấy cung. Lấy cung xanh đây. Ok. Đi chúng ta cắt nó đều một chút. Bạn ngáo à, tôi không lấy cung xanh thì tôi nắp cái áo trong bóng tối xong nắp cung xanh cho bọn AC còn gì nữa. Thì nắp đồ cho Z đấy. Thì phải nói để người ta lấy cái găng tay. Có nói gì đâu. Ta đây, bỏ ve cót đi các bạn, sắp ba ve cót thì không lấy gì cả. Đây là xuống đến 2 này. Đấy. Tiếp ra chúng sẽ lấy con vi để bỏ vào đây cho nó thay đổi đi một tí nhá. Không thể tìm thấy một con nào khác ngoài gây một lệnh ư. Bỏ ly về cho nó nhìn trông cho nó đã. Cho nó gọi là cho nó lạ lạ mặt. Ừ, cho lạ mắt mà anh em. Tại biển V, tại biển AC chưa ra. Và cái form bài của quân cảnh anh em ạ.
Đã để cắt cho thật chuẩn, móng tay nó phải sạch đẹp, nó phải ngăn nắp, anh hiểu không? Đấy, cắt đi. Đấy, anh cắt đi. Cắt này, cắt này, cắt tiếp này, cắt này, cắt này, cắt này, cắt này, cắt, cắt này, nó phải đều, nó phải đều, nó phải đều, trông nó không đều chút nào nha bạn. Ủa gì dạy trời, hả? Ủa cái gì đây, hả? Tính làm gì? Hả? Anh em tính làm gì tôi đây, hả? Tính làm gì tôi? Trời ơi, ra luôn hả? What do you mean? Tất nhiên là tôi sẽ không đến DC đâu. Thay vì thế thì tôi sẽ bỏ tôi lấy con Oh my god. Tại sao anh em vậy? Tại sao mình không bỏ đấy cái quân cảnh mà thay được 3 chân nhân anh em? 45 bóc hết rồi anh em ạ. Đây này, cắt tiếp nha nha. Cắt. 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 Trời ơi. Tuy là cắt nó không được mượt cho lắm nhưng mà thôi không sao. Cái gì? Cái gì? Xem con lừ đây. Trên đấy, trên góc màn hình. Góc tay phải màn hình. Ở đây thì anh em có thể thấy là chúng ta lại lấy ra cái tông đồ. Bắt ra cái tông thì ra được. Bắt ra cái tông, lấy cái tông lên 2 thì tí bán đi, có xe rùa đi. Bắt bài cái đồng sĩ của tôi rồi. Thật. Thế bây giờ phải form bài nó như thế. Sách giáo khoa nó dạy như thế, nó phải chơi theo form bài. Đây, có cái bài từ chưa? Ra chưa? Bạn tưởng tôi không biết ấy, làm bà nghe to tẻ quan này. Qua mắt được tôi không? Qua mắt được tôi đâu? Cắt rồi là gần như là móng cắt xong anh em nha. Để xem chúng ta ra cái đồ gì nào. No, ta không cần man fight. I'm okay. Ôi giời ơi. Ok. Tôi không ra như đổi môn. Ơ kìa. Tại sao không lấy AC? Rồi bắt cả AC nữa, thế thì chịu. Mày đánh đầu si liên quan gì đến AC ngáo à? Tao đang chơi quân cảnh này, đừng đầu si. Ơi, con bài nó như thế. Vì sao tao bỏ hết cả AC? Vì sao tao bỏ cả AC, bỏ cả cái tông, tao để mỗi ra xua thôi. Được. Ok chưa? Chả vậy. Bài nó chỉ là lấy cái form thôi, lấy quân cảnh thôi. Vì sao thay AC bằng Z? Lấy cái tông bằng Senjuani, bạn chả biết gì cả. Đánh tay quân cảnh. Đấu sĩ quân cảnh mà lại. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, nhà này Trần Khải này đang ở top mấy? Top 4 nó không nhận đồ à? Ok em. Shop nhắn 4 tin thì shop mình mới trả lời 1 tin anh em ạ. Cái gì đây? Random. Nhất nhiên rồi, tôi sẽ lấy một cái đồ random anh em nhé. Oh yeah. Mình sẽ lấy được một con song đấu nữa, một con song đấu mới mẻ anh em. Ở đây thì 44 ra cái đồ thể loại gì đây anh em? Okay. Chắc chắn rồi. Cho vào. Đây rồi em ơi. Đúng. Tôi giặc ra nắm này bắt cả sắc luôn. Kiếm thêm một con nó đi cho ra nó đi. Đấu sĩ à, cứ bắt vào đã. Ôi giời ơi. Bỏ vào đây cũng được. Ok anh em. Quan ơ quan tiếng hát em vang cả rừng xanh. Được chưa ạ? Làm gì đi? Bạn làm gì tôi? Bạn làm gì tôi? Ganh bà lanh của người ta còn chưa lên 2. Bắt nạt nó quen thân đi thôi. À đâu, thôi bỏ ganh bà lanh đi. Mình lấy 1 con 2 thôi. Không lấy 3 làm gì, tốn thời gian.
Zamba này. Ok em. Ok, chúng ta sẽ phải xem là họ đã bắt đầu nhấn hoàn hàng cho tôi chưa anh em ạ. Một con Vi à? Vi mình không chơi. Vi mình không chơi anh em ạ. À, Nina. Tất nhiên rồi, Nina sẽ về với đội của mình. Cái gì vậy? Chúng ta đã có cho mình một cái form bài khá là ổn. Tiếp theo là chúng ta sẽ cố gắng để tìm thêm Nina và đồ cho Nina anh em nhá. Nếu mà Z thì Z cần thêm cái huyết kiếm anh em đúng không? À không, cái cung xanh, à cái cùng cung anh em. Không biết là nó đi chưa. Mong rằng là sẽ được trả hàng và hoàn tiền anh em ạ. Đã được lấy hàng đi. Ở đây thì chúng ta cần thêm một Wow, anh em thấy gì không? Em thấy cái gì không ạ? Bây giờ mình một mình không lấy được cô được cái công thì thôi, mất công, chấp nhận bỏ mất công luôn. Mình sẽ lấy rắc. Thế thì lấy cái vây nê anh em nha, kích sòng đấu thôi, không lấy được xe, lấy xe luôn đi. Cái gì vậy? Bạn chơi, bạn có chơi Senua đâu? Đấu sĩ, đấu sĩ quân cảnh đấy cậu ạ. Oh no, Ơi tôi không biết. tôi không biết bạn đừng trả Tôi đùa. đang cần đen đua đi, nó lại ra thử như này, tại sao tôi lại không đời. Ảo thật đấy. Tí tìm sau, tôi cần hai thôi. Đây quát, vây nê đây rồi. Chúng ta sẽ up cấp anh em nhá. Abi 30 đây, tiền để 30 tiền để nó cho đẹp. Trên trận đấu phải có hoa chứ. Abi. Không cho có hoa đây. Tư đưa nó cỏ dại thế này à? Chả vậy. Cuộc đời nó mày. Đấy gặp luôn cả Las Vegas, đi Las Vegas rồi này. Đâu, lại phải đâu. À đi Las Vegas rồi này. Lại phải Chưa. Las Icun. Icun. Sao đấy? Địa chỉ trả hàng. Ở đây số điện thoại đây. Nam Định, Nam Tiến, Nam Trực. Tiếp về tận Nam Trực. Đây 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 có số điện thoại rồi, mình cứ chụp vậy đã. Mai sau không lấy được thì gọi. À thì mình có địa chỉ. Đấy, không phải địa chỉ nó. Đây, chấp nhận. Mất 150. Đã chấp nhận vô. Rồi cứ kiểm tra hàng hoàn hoàn tiền. Ủa gì gì đây? Ôi giời ơi 43. Cái blank nhìn trông nó yếu ớt thế em nhỉ? Senio, Li Hua. Nhà này chơi cái hệ gì đây? Senzo Lihua chơi bốn siêu thú à? Chúng ta cứ cảm ơn đây, người ta lấy được cái bạn à, tôi muốn mua thêm hai cái lọ xịt thơm rồi, tết tôi về dùng cháy luôn. Asaki tôi ra nắm anh và lanh thế nhỉ. Thích thì bắt, chả làm sao. Xem rau sói thì ra được cái đồ gì anh em nhá. Ở đây thì chúng ta đang cần một chiếc nếu mà ra được giáp phép, gậy phép thì sẽ ra được cái Rosary. Không được thì chúng ta sẽ vừa vừa rồi sẽ vừa được cái áo trong bạc em ạ. Vâng, đồ đầu tiên đã được áo trong bạc thật rồi. Một tiếp theo à. Ô được cái bệ ép anh em ạ. Một tiếp theo là đai máu. Trên đai máu thì sẽ thuộc về Nina rồi. Ra xuôi chúng ta bỏ vào đây. AC AC1 anh em ạ.
Messi nào mà quá. Tìm Messi cái. Ok. Có Zui. Hiện tại thì mình đang cần tìm Z anh em ạ. Vừa tìm Z và vừa up Z luôn anh em nha. Cái này Z được rồi, 6 xong đấu. Z, Z Zansa, DH, SK. Ôi, nhà này đặc nhiệm khỏe đấy. Ao, ao. Một mình AC làm sao gánh đỡ được ba cái sát thương mất chuỗi rồi. Ảo ma quá. Bài ba đặc nhiệm ba hiểm họa. Ấn thảm họa này, anh em ơi. Anh em mình thích ấn thảm họa không anh em? Chúng ta sẽ lấy cái này đi. Ok anh em. Hasaki. Tìm đi nào. Tìm đi. Anh và Lanh làm cái gì? Tìm đi. Ra không? Ra không? Ra không? Ra đi. Xem cái tiền anh em ơi. Trời ơi, ra này làm cái gì? Ok. Chúng ta sẽ dừng lại ở 20 tiền anh em nhé. Ném vào đây là hai đặc nhiệm. Và chắc chắn thì đợi đến rao lấy đồ thì... Ui, nhà này nắm tiền thế. Rất khó hiểu. Máy bay tí hòn. Máy bay tí hòn. Đặc nhiệm đang cố gắng kích trí mạng em ạ. Kích tặc của Zoe. Emma Nauren. Hasaki. Và thâm thậu 7. Bên này họ khét quá nhờ. Ta vừa thu nhận đấy xong. Ôi dồi ôi, nu nu này. Ta sẽ ở round này thì chúng ta sẽ không roll anh em nhá. Tại vì round sau chúng ta lấy đồ rồi. Lấy đồ thì chúng ta không nên roll vì tốn rất nhiều tiền. Và cũng để lên cao thì cũng không làm gì được. Khi mà gành lên liệu có lên được 3 hay không, vì anh ta tôi đã bỏ qua khá là nhiều anh em ạ. Trời ơi, đẳng cấp luôn em nhé. Chúng ta chỉ cần tìm ra để có thể kê được 6 cuồng cả anh em nhé. Và tiếp tục khi mà chúng ta Yasuo nốt 1. Trời ơi, cái gì kia, Vi lại còn Vi ấn quân cảnh nữa, lại còn hai cái giáp lửa nữa. AC mod. Ôi. Anh bạn tôi có hai cái tay khủng khiếp quá. Em xem xuống sâu không đi lấy đồ. Cái gì vân vân là top 2 vậy? Không lấy được cái đồ gì. Thật thảm bại, quá thảm bại. Đồ này tôi vẫn muốn lấy được chiếc cung anh em ạ, mất cung luôn. Thật khó hiểu. Bây giờ tôi được thả ra thì tôi không biết lấy cái đồ gì anh em ạ. Thôi thì mình lấy cái giáp đi. Một chiếc giáp cho anh em nha, để anh em mình có thể kích được giáp thần thú anh em nha. Sống nó muôn màu anh em. Bạn luôn chứ gì nữa. Ok luôn. Có Syndra. Syndra mình kíp của bị tinh tú à. Cũng hợp lý đó. Đây rồi. Thì mình bán AC đi. Mình kíp được 6 trong đấu. Trước mắt là có vẻ như này đã. Ok. Mình có cái chọc chọc mà. Chọc. Ít tinh tặc anh em ạ. Bỏ đi mà làm người anh em ơi. Ganh Blank lên 3 để thêm tí ấy đi. Tôi lên lên 3 để thêm tí sát thương. Hasaki. Đúng. Ôi
Tạm biệt anh em nha, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.